Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia chương trình hay góp nhãn 500 top cần có cái hiệu là Best. Cơ top cần này đã list lên một cái sàn là Usanap nha tất cả các bạn. Nhãn 500 top cần tương đương khoảng 0.0017 nha thấy ha. Cũng khá là ngon các bạn. Để tham gia dán các bạn một mình mở cái Telegram lên chat chatbot nha các bạn. Top cần có cái hiệu là Best Swap. Rồi, từ đây mình chọn tiếng Anh nha các bạn. Bấm nút tab chọn tiếng Anh rồi nhập lực cấp tra 44 cộng 9 là bằng 53. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Các bạn nhớ cho xin một like, một đăng ký, cập nhật clip tiếp theo thì mình nha. Rồi. Rồi các bạn. 500 tốc cần có hiệu là round luôn ơi. Mình nó lộn các bạn. Rồi các bạn bấm nút tab. Rồi các bạn nhiệm vụ của các bạn là khoan. Join kênh Telegram group. Rồi các bạn join kênh Telegram group nha các bạn. Một kênh nè. Dự án này cũng khá là ngon nha các bạn. Rồi cố gắng làm rồi. Rồi các bạn bấm nút tab nè. Rồi các bạn join kênh channel của nó nè. Mình thì bấm nút nét tiếp nè. Top cần nếu mà nó về là bán được luôn nha các bạn. Chứ mình không có chơi những top cần bán nhau các bạn. Rồi các bạn follow theo word The Wish username. Follow theo word. Rồi các bạn copy ở cộng chữ swap nè các bạn. Copy lên nè. Rồi các bạn bấm follow theo word nha các bạn. Các bạn chờ mình chút nữa các bạn. Máy chạy chậm quá. Kỳ ta. Mấy máy này như này sao chạy chậm quá chậm. Kỳ cục thiệt. Tại mạng hay gì các bạn ơi. Rồi các bạn follow nữa các bạn. Là ai gấp trang thì thôi quá chứ. Mình đang lót trang các bạn ơi. Rồi các bạn follow xong các bạn đi tiếp chứ cờ men các bạn. Các bạn like cái nè. Không các bạn quyết lại được rồi các bạn ơi. Khỏi đi tiếp chứ cờ men các bạn. Rồi các bạn quay lại từ nhà nè. Bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân các bạn. Tức đập luôn. Cái quơ cái gì không biết quay vòng vòng ngoài tờ. Rồi các bạn vào trang cá nhân hồ sơ các bạn chia sẻ các bạn copy cái link tờ quýt của các bạn lên các bạn. Rồi các bạn trở về bot. Ừ, không phải công an, các bạn vào ta các bạn lấy cái username mình các bạn ơi. Mình lộn, a còng, win, v, n, n, h, 9. Rồi bạn gỡ nha các bạn. Rồi. Interview. Rồi, rồi các bạn follow theo word nha các bạn. Có thiết kế từ viết quyết tâm follow the world. Nó tới hai kênh thầy world đúng ta. Chờ cho anh con số cha không may chán chịu. Chán trường dịch cho bằng khối thuốc bàn tay.
Follow tweet nó là ăn bài nè. Rồi mở bot ra, dán username mình lại tiếp theo nữa. A cộng win. VNNH9. Rồi các bạn get link theo word nè. Theo word không tờ. Lấy lại copy link từ tweet này các bạn. Và có phải không? Sorry but xin lỗi, trang không tồn tại. Vậy trang này các bạn bỏ nha các bạn. Rồi các bạn, mình copy dán nãy cho nó luôn. Rồi Facebook thì các bạn post, share vô post nè. Này lỗi trang, không sao các bạn, những gì lỗi trang hơn các bạn, không sao các bạn. Rồi trang này lỗi luôn, các bạn bỏ luôn nè. Các bạn backup lên nè. Rồi các bạn bấm nút skip tiếp nha các bạn. Mày cái video này làm đâu 10 phút. Trời ơi nó chán trường. Rồi các bạn điện nó chỉ với RC10 với wallet nha các bạn. Wallet, miễn wallet được. Các bạn. Mình lấy giấy chụp. Làm cái việc. Thì các bạn click phần link mô tả mình làm theo bot nha các bạn khỏi coi video này cũng được nữa. Rồi các bạn nhấp vào ETH nè. Rồi các bạn sao chép nè. Cái máy. Cái máy vào gần đây bị gì, bị mạng. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Đúng không chắc nè. Rồi các bạn sẽ nhận được 500 token có cái hiệu là rau nha các bạn. Rồi các bạn bấm 3 lên C để chết được token các bạn. Đây là link của mình luôn các bạn. Mỗi một đội ghép 200 token rau. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Các bạn nhớ cho xin một like, đăng ký cập nhật clip. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.